Chuyển sang những ghi nhận trong hoạt động của quân đội. Lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất đã được Quân khu 7 long trọng tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7 10 tháng 12. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các tỉnh thành thuộc quân khu, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng cán bộ lãnh đạo Quân khu 7 qua các thời kỳ. Đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu luôn kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng. Qua đó xây đắp nên truyền thống trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 7. Năm 2020, lực lượng vũ trang quân khu 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đảng bộ vững mạnh. Nổi bật là lực lượng vũ trang quân khu 7 đã cùng với các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu dịch đến nay, quân khu đã tiếp nhận cách ly phòng dịch trên 87.000 người. Phối hợp triển khai 416 chốt liên ngành và 40 chốt cơ động kiểm soát trên tuyến biên giới. Lực lượng vũ trang quân khu 7 cũng đã tiếp nhận và huấn luyện gần 5.650 chiến sĩ mới, đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt gần 2,5%, tăng 1,3% so với năm 2019. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho quân khu 7. Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức đoàn đến thăm, trao tiền hỗ trợ của Cục Chính trị Quân khu 7 cho gia đình các quân nhân, công nhân, viên chức, quốc phòng, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Số tiền trao tặng được trích từ quỹ vì người nghèo của Quân khu 7.